nhìn là quen liền. Tuy nhiên ở trên chỗ này, trên chỗ này có 2, 4, 6, 7 cây. Thì 7 cây sáo này là bên 7 cây sáo khác nhau, đều là sáo trúc, nhưng có tên gọi khác nhau. Cây này ống lớn, tiếng nó trầm, tung của nó tung la. Biết các bạn biết tung la là cái gì không? Thầy cứ nói vậy đi. Khởi đầu cây sáo này cho những người nông dân khi đi làm ngoài ruộng, trời nắng nóng người ta mệt, người ta vô trong những cái bụi tre, người ta ngồi người ta nghỉ. Lúc đó thì gió thổi hiu hiu qua những cái ống tre mà có những con ong, con kiến nó cắn đục, có những cái lỗ tạo thành những tiếng. Sau đó nó chặt cái cây tre đó xuống, mang về nhà thổi, dần dần tạo thành một cái sáo. Sau đây hướng dẫn thầy biểu diễn cho các bạn một bài sáo. Bài này rất quen thuộc. Alo, 1, 2. Biết, giơ tay.